Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Mở đầu trailer tập 53 Tuyệt Thế Đường Môn 2 là hình ảnh Hoắc Vũ Hạo cùng Kha Kha và Quất Tử đang bị một bầy sói truy sát ở cảnh Dương Sơn Mạch. Mặc dù bọn họ đang ngồi bên trong hồn đạo khí, nhưng dưới sự tấn công hung ác của bầy sói thì có lẽ cũng không trụ được bao lâu nữa. Thấy tình hình nguy hiểm, Quất Tử đã nói phải mau chóng trở về. Thế nhưng, Hoắc Vũ Hạo lại từ chối, hắn nói phải tìm được hồn hoàn thứ tư trong đám ngân lang này nên đã quyết định lao ra khỏi hồn đạo khí, dẫn dụ đám sói đi chỗ khác. Sau một hồi bị bầy sói làm cho thấm mệt thì Hoắc Vũ Hạo rốt cuộc cũng thấy được con đầu đàn, nó chính là thần thú vạn năm Ngân Nguyệt Lang Vương. Nhìn thấy mục tiêu cho hồn hoàn thứ tư của mình, Hoắc Vũ Hạo không tiếc mọi giá sử dụng hồn đạo khí cấp 9 lúc trước được Kính Không Trần tặng làm quà gặp mặt để lấy mạng con sói kia. Thế nhưng, trước sự phẫn nộ tấn công như vũ bão của đám kim lang còn lại, Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể liều mạng ôm theo thi thể Ngân Nguyệt Lang Vương nhảy xuống vách núi. Mất một lúc để ổn định lại cơ thể, hắn lập tức kiếm một nơi an toàn và hấp thu hồn hoàn. Rất nhanh, 7 thuộc tính của Ngân Lang Vương bao gồm địa, thủy, hỏa, phong, quang, ám, cộng thêm lôi thuộc tính đặc thù từng bước tiến vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Không biết đã trải qua bao lâu, Hoắc Vũ Hạo rốt cuộc mở to hai mắt, cảm nhận được hồn lực trong cơ thể dồi dào và tinh khiết. Hắn vô cùng vui mừng khi đã chân chính trở thành hồn tông. Một lát sau, men theo đường rừng, Hoắc Vũ Hạo tính sẽ chạy ra ngoài rìa sơn mạch để tụ tập với hai người Quất Tử. Thế nhưng đi được một đoạn thì hắn chợt nghe thấy phía trước có tiếng đấu đá kịch liệt. Lại gần thì Hoắc Vũ Hạo giật mình phát hiện Kha Kha và Quất Tử đang bị bầy sói hung chết tấn công, tình trạng cả hai lúc này tuyệt nhiên không được tốt. Hai ngày trước, Quất Tử vốn dĩ đã ra khỏi cảnh Dương Sơn Mạch rồi, nhưng vì lo lắng cho Hoắc Vũ Hạo nên cô đã quyết định quay lại. Nhưng không ngờ, bầy sói bị mất đi con đầu đàn đã nhận ra bọn họ nên liền điên cuồng tấn công, khiến cho hai cô gái lúc này vô cùng thê thảm. Vào khoảnh khắc nguy hiểm nhất, khi một con kim lang vồ đến muốn xé xác Quất Tử thì Hoắc Vũ Hạo xuất hiện như một vị thần, cứu cô nàng khỏi móng vuốt sắc nhọn. Ngay sau đó, thi triển ra hồn kỹ mới nhất của mình có thuộc tính hỗn loạn, một khi trúng đòn, mục tiêu sẽ phát động công kích với những đối tượng xung quanh nó. Thế nhưng khi ấy, Quất Tử yếu ớt nói hắn mau chạy đi bởi vì trước đó nàng đã khởi động hồn đạo đại pháo muốn nổ tung đám sói, bây giờ hắn đi thì vẫn còn kịp. Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo sao có thể bỏ mặc hai nữ nhân này, hắn khó khăn dìu cả hai đứng dậy, sau đó chạy về phía trước. Ngay khi cả ba di chuyển được một đoạn thì tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên sau lưng. Bầy kim lang không chút phòng bị đã bị diệt sạch, nhưng mà lúc này đây, Hoắc Vũ Hạo lấy thân che chắn cho hai vị học tỷ đã bị dư chấn của vụ nổ ảnh hưởng. Sắc mặt hắn trở nên xanh xao, mạch đập yếu ớt, những mảnh vỡ của hồn đạo pháo ghim vào lưng cùng với đó là máu không ngừng chảy khiến cho Quất Tử và Kha Kha vô cùng sợ hãi. Khó khăn lắm, Quất Tử mới giúp hắn cầm máu lại, nhưng thân thể Hoắc Vũ Hạo do mất quá nhiều máu mà nhiệt độ cũng giảm thấp đáng kể. Trước tình hình ấy, cô nàng chỉ có thể ôm cậu vào lòng, không biết trôi qua bao lâu, tỉnh lại thì Vũ Hạo đã thấy mình nằm trong lòng Quất Tử. Sau khi cố gắng rút hết những mảnh vỡ còn ghim lại trên lưng ra thì bọn họ cũng mau chóng trở về học viện. Hoắc Vũ Hạo phát hiện chỉ trong thời gian ngắn, Hoa Thái Đầu đã có thể gia nhập Minh Đức Đường rồi. Hắn tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa mới được. Thế nhưng đúng lúc này, đám người nhà Phương Thiếu Kiệt ở Hoàng Thất đã xuất hiện chặn đường Hoắc Vũ Hạo. Thực lực tổng thể bọn chúng có tới 2 hồn đế và 6 hồn vương, nếu lúc này hắn phản kích sẽ lộ ra thực lực thật sự, cho nên suy nghĩ một hồi thì Vũ Hạo quyết định để đám gia hỏa này đưa đi. Thấy thế, Quất Tử hết sức lo lắng, nàng hiểu rõ thủ đoạn của đám người này. E rằng chỉ cần rơi vào tay chúng chưa đến nửa ngày cũng khó mà có thể sống sót. Cô nàng lập tức đã đi đến Minh Đô tìm thái tử của đế quốc đến cứu viện. Cũng trong lúc ấy thì tin tức Hoắc Vũ Hạo bị Hoàng Thất bắt giam đã truyền đến tai Kính Hồng Trần. Vừa nghe nói xong, sắc mặt Kính Hồng Trần trở nên khó coi cực kỳ. Ông gằn giọng lên tiếng, mấy thằng nhóc con đội an ninh hoàng gia này muốn tạo phản sao? Dám đến học viện Nhật Nguyệt của ta bắt người, ai cho bọn chúng lá gan to vậy? Lão Phu sẽ thay bệ hạ chỉnh đốn đám gia hỏa này. Trong lúc ấy, ở tại phòng tra tấn của Hoàng Thành, Hoắc Vũ Hạo đã bị trói chặt trên bác long trụ khiến hắn không thể động đậy. Đây là vật tra tấn có tổng cộng 81 cây đinh nhọn đâm vào các vị trí trên cơ thể, sau đó không ngừng xoáy sâu vào bên trong khiến cho tội phạm không thể không rên la thảm thiết. Lúc bấy giờ, trận pháp trên bác long trụ đã bắt đầu kích hoạt, một cây đinh sắc bén đã đâm tới rất gần đồng tử của Hoắc Vũ Hạo. Vết thương cũ chưa lành, lại thêm một lần luyện thể, đường chủ Kính Hồng Trần và thái tử đi cùng Quất Tử, bên nào sẽ đến trước giải cứu Vũ Hạo đây? Hay chính hắn sẽ mạnh mẽ cường tráng náo loạn hoàng cung một phen? Tất cả sẽ có trong nội dung tập tiếp theo nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!